Thưa quý vị, theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh, kể từ khi có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2009, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã trở thành công cụ quản trị thị trường lao động và là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, do đó giúp họ ổn định kinh tế, chủ động tìm công việc mới phù hợp với khả năng của mình. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, đến nay, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự đi vào cuộc sống, hỗ trợ cho cả người lao động và người sử dụng lao động, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Trong chuyên đề Việc làm dạy nghề kỳ này, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự Trà Vinh phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp do phóng viên Minh Thùy và Minh Chính thực hiện. Trong những năm qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp, các thông tư, nghị định liên quan việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động, như thông tư số 28 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28 năm 2015 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chức nhiều lớp tập huấn chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho các cơ quan doanh nghiệp và người lao động tiếp cận hiểu rõ về chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Ông Trịnh Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh cho biết, chính sách bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 và được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, người lao động tại các công ty doanh nghiệp đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 1% tiền lương, tiền công mỗi tháng. Hàng tháng, người sử dụng lao động đóng mức bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Hàng tháng, nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và chuyển cho quỹ bảo hiểm thất nghiệp mỗi năm một lần. Khi tham gia chính sách bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được hướng dẫn thủ tục đăng ký thất nghiệp, hiểu rõ các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian cơ quan lao động thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký trợ cấp. Và hơn hết, đây là chế định duy nhất có sự tham gia hỗ trợ của nhà nước trong các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ đầu năm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận trên 8.700 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động trong và ngoài tỉnh. Hiện tại có gần 10.400 hồ sơ đã hoàn tất thủ tục. Cụ thể là trên 8.700 hồ sơ nộp mới và gần 1.700 hồ sơ chờ thẩm định của những tháng trước chuyển sang. Có 9.333 hồ sơ được ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong này, số hưởng từ 3 đến 6 tháng có trên 5.200 hồ sơ. Số hưởng từ 7 đến 12 tháng có 4.120 hồ sơ. Tổng số tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp gần 153 tỷ đồng. Qua khảo sát thực tế của chúng tôi, người thất nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ chăn quá thấp, phần lớn làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các ngành nghề yêu cầu tay nghề đơn giản như may mặc, giày da, chế biến, nông lâm nghiệp, thủy sản. Số lao động đến đăng ký và nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tăng so với cùng kỳ. Nguyên nhân lao động nghỉ việc nhiều là do quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp, chuyển đổi cơ cấu và do lao động đi làm ăn xa. Hiện nay có nhu cầu tìm việc làm ở gần nhà. Hồi đó làm công ty Mỹ Phong, rồi nghỉ công ty Mỹ Phong đi lên ở Bình Dương làm được năm, mới về đây làm bảo hiểm, hướng dẫn cũng tốt. Rồi mình không biết, ta chỉ mình thực tình. Trước là làm ty Mỹ Phong là 9 năm, rồi sau nghỉ giảm biên chế, nghỉ giờ vô đây lĩnh bảo hiểm thất nghiệp, người ta cũng tận tình hướng dẫn cho mình. Tháng được 2.517.000, trong thời gian tới cũng mong muốn vô công ty có tiền trang trải trong gia đình. Đến nay, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thực sự đi vào cuộc sống. Trong quá trình triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm luôn chủ động nghiên cứu, áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, tiếp nhận đăng ký hồ sơ và trả kết quả cho lao động đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể là triển khai tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ viên chức và người lao động toàn đơn vị. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng đầy đủ và kịp thời cho công tác chuyên môn. Đối với người lao động mà muốn hưởng được cái trợ cấp thất nghiệp đó, thì người lao động đó khi đi vào công ty làm việc đó, phải đóng bảo hiểm từ đủ 12 tháng cho đến dưới 24 tháng thì được hưởng 3 tháng. Và tiếp theo đó thì cứ sau 1 năm thì cứ được hưởng 1 tháng, thì cứ liên tục như thế. Và cái người là hưởng trợ cấp thất nghiệp
thì được một số các cái quyền lợi như sau. Thứ nhất đó là khi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được tư vấn việc làm miễn phí. Cái thứ hai, được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế cũng là miễn phí. Và cái thứ ba, được học nghề. Và học nghề thì mỗi một tháng được hỗ trợ là 1.500.000 đồng và thời gian học nghề là không quá 6 tháng. Và từ đầu năm tới giờ thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trà Vinh đã tiếp nhận gần 9.000 lao động từ các nơi, các tỉnh về, và người lao động trong tỉnh mất việc làm để làm cái hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Và trong này có một số lao động cũng đã đăng ký học nghề, mà do cái điều kiện dịch bệnh cho nên là chủ yếu là học cái nghề lái xe là nhiều, còn lại các nghề khác thì cũng do cái giãn cách cho nên là chưa tập trung nhiều. Và sau khi mà qua dịch bệnh thì chúng tôi tiếp tục tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động có là việc làm, và những người mà có nhu cầu học nghề thì chúng tôi sẽ giới thiệu để được học nghề vào các cái trường nghề, ví dụ như là trường cao đẳng nghề của tỉnh Trà Vinh chúng ta, hoặc là một số các cái công ty, các doanh nghiệp có nhu cầu dạy nghề chúng tôi sẽ giới thiệu để được học nghề. Và là cũng mong rằng là cái người lao động chúng ta sẽ sớm có việc làm, có được cái nghề để mà ổn định đời sống, để phát triển kinh tế gia đình. Thì đối với dạy nghề đó thì chúng tôi đã phối hợp với trường cao đẳng nghề Trà Vinh hiện nay thì học các cái lớp nghề như là cơ khí, điện công nghiệp, điện gia dụng, và cái trường dạy lái xe của Sở Giao thông Vận tải của mình thì học cái nghề dạy lái xe. Còn riêng đối với các cái doanh nghiệp mà đến đây tuyển dụng đó thì chúng tôi cũng là chọn lựa các doanh nghiệp có cái chính sách tương đối tốt để làm sao giới thiệu cho cái lao động chúng ta làm có thu nhập cao. Các cái chính sách tốt thì là như là tiền lương, rồi tiền nhà trọ, tiền là xăng và một số các cái chính sách, các cái phúc lợi khác làm sao để ổn định cuộc sống, nhất là cái nhà trọ để cho người lao động chúng ta có chỗ ở nó tốt mà yên tâm cái lao động sản xuất. Trong thời gian tới, Trà Vinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn những quy định mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp tại chương 6, nghị định 28 năm 2015 của Chính phủ và thông tư số 28 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hướng thực hiện điều 52 của luật việc làm đến với người lao động, các doanh nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động. Tiếp tục khai thác, tìm kiếm thông tin thị trường lao động, các cơ sở đào tạo và ngành nghề đào tạo nhằm tư vấn giới thiệu việc làm, nghề học cho người lao động thất nghiệp, tích cực hỗ trợ để người lao động quay trở lại thị trường lao động, tìm kiếm việc làm phù hợp. Chuyên đề việc làm dạy nghề của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.